đạo làm con. Có cha có mẹ mới có mình, sống sao cho xứng nghĩa tình làm con. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Thưa quý vị và các bạn, những câu từ đầy ý nghĩa như trên xuất hiện khá nhiều trong cuộc sống, được viết, đóng khung, được bán treo ở khắp các chùa, các khu du lịch tâm linh, trong nhà sách, vân vân. Nhưng hiểu được điều đó một cách đầy đủ thì liệu có nhiều người hiểu được chăng? Trên đời này, chỉ có cha mẹ mới là người yêu thương chúng ta vô điều kiện. Trong khi đó thì thiên hạ ngoài kia phải có điều kiện mới thương lấy chúng ta. Mẹ cha hy sinh cho con mọi thứ, nhưng để con cái làm tròn đạo, đâu phải ai cũng có thể làm được, đúng không ạ? Học bao nhiêu đạo, đạo ở đây là đạo đức, đạo lý, nhưng có thứ đạo cả đời này chúng ta có thể vẫn học chẳng xong. Ấy là đạo làm con. Cha mẹ đã sinh thành và nuôi nấng chúng ta đến lúc trưởng thành là một thời gian rất dài. Bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu suy nghĩ cha mẹ đều dành cho chúng ta. Bởi vậy, là con cái của cha mẹ, chúng ta cần sống đúng với đạo làm con, với đúng bổn phận của người con. Có cha có mẹ mới có mình, sống sao cho xứng nghĩa tình làm con. Theo Nho giáo, hiếu là một khái niệm đạo đức, nền tảng là cái gốc của mọi vấn đề đạo đức. Trong xã hội phong kiến Việt Nam, luôn lấy hiếu làm chuẩn mực trong xã hội, làm tiêu chuẩn rèn luyện và đánh giá nhân cách con người. Chữ hiếu vốn là một nội dung quan trọng của đạo đức gia đình truyền thống Việt Nam. Người xưa có câu: bách thiện, hiếu vi tiên. Trăm cái thiện, hiếu thiện đứng đầu. Trong văn hóa truyền thống nhận định rằng hiếu là căn bản của văn minh và đạo đức nhân loại, là chỉ sự phụng dưỡng và tùy thuận của con cái đối với cha mẹ. Thúc đẩy đạo hiếu chính là khởi tạo hạnh phúc cho tuổi già của bản thân và tương lai cho tất cả mọi người trên thế gian. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Với truyền thống người Việt ta, hiếu thảo là một nền tảng đạo đức rất cần thiết, rất thiêng liêng và cao cả. Có hiếu trong gia đình thì mới có thể là một công dân tốt ngoài xã hội. Hiếu là bước đầu để xây dựng một gia đình tốt đẹp, một xã hội văn minh và tiến lên thành một quốc gia cường thịnh. Trong dân gian từ bao đời nay đã có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Rõ ràng, chữ hiếu được xác lập bằng đạo con, tức là đạo làm con, bằng sự thể hiện của tâm hiếu rất cụ thể mà cha ông ta từng nhấn mạnh: tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Đạo Phật là đạo hiếu, nên trong kinh Đại Tập có câu: sanh đời không có Phật, khéo thờ cha mẹ là thờ Phật. Cũng như kinh Nhẫn Nhục cũng có câu: cùng tột điều thiện, không gì hơn hiếu, cùng tột điều ác, không gì hơn bất hiếu. Trong kinh Bổn Sự có dạy: giả sử có một người một vai cõng cha, một vai cõng mẹ, suốt đời như vậy, không có dừng nghỉ, lại cung cấp cho cha mẹ đồ ăn đồ mặc thuốc thang, hết thảy các món cha mẹ cần dùng, như vậy cũng chưa đủ báo đáp ân sâu của cha mẹ. Vì sao? Vì cha mẹ đối với con ân đức cao nặng sâu dày, ân đức sanh sản, từ tâm cho tới bú mớm, ân đức tắm giặt, nuôi nấng trưởng thành, ân đức cung cấp các món cần dùng, ân đức chỉ dạy cách sống ở đời. Cha mẹ luôn luôn muốn con rời khổ được vui, không bao giờ sao nhãng, nhớ con thương con như bóng theo hình. Chữ hiếu luôn tồn tại trong tâm thức của mỗi người, là nét đẹp trong
tâm hồn. Dù cuộc sống có thay đổi, đối mặt với nhiều vấn đề thời hiện đại, thì chữ hiếu vẫn không thay đổi. Xuất phát từ tâm hiếu với cha mẹ, chúng ta có thể nhìn rộng ra ngoài xã hội để biết yêu thương những người xung quanh, xây dựng được mối quan hệ giữa người với người tốt hơn. Nói đơn giản hơn, hiếu hay đạo làm con chính là sự tôn trọng, trân quý người sinh thành dưỡng dục ra mình và luôn luôn suy nghĩ về trách nhiệm với những đấng sinh thành. Đạo làm con xuất phát từ sự tự giác, tự nguyện của mỗi con người. Đó là sự quan tâm, chăm sóc, cầu mong cha mẹ khỏe mạnh, sống lâu vui vẻ. Đó là những cố gắng gìn giữ, phát huy nề nếp gia phong, là sự biết ơn ông bà tổ tiên và sự chăm sóc các thế hệ sau. Như vậy, đạo làm con vừa là trách nhiệm, bổn phận, nhưng cũng vừa là thứ quyền lợi cao đẹp mà con cái có được trong đời. Cha mẹ, ông bà có ơn dưỡng dục sinh thành, đã trải qua bao mưa nắng để có được chúng ta với hình hài như ngày hôm nay. Tất yếu chúng ta phải biết ơn và phụng dưỡng lại họ. Chẳng có nơi đâu dành cho chúng ta tình yêu thương vô điều kiện, chẳng nơi đâu sẵn sàng dang rộng vòng tay đón ta trở về, nếu đó không phải là gia đình. Một nơi có ơn với ta đến vậy, hà tất gì ta lại chẳng yêu thương. Có câu hát ru dành cho con thể hiện sự yêu thương của người mẹ dành cho con từ trong bụng. Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng. Mỗi người con đã nhận được sự chăm sóc của cha và tình yêu thương của mẹ. Và rồi khi sinh ra, những người con lớn lên bằng dòng sữa mẹ ngọt ngào, đi vào giấc ngủ say nồng bằng những lời ru êm ái của mẹ. Cha mẹ trông mong con mình từng ngày, để đến 3 tháng biết lạy, 7 tháng biết bỏ, rồi đến 9 tháng lò dò biết đi. Những bước đi đầu đời còn chập chững, con ngã, con khóc, cha mẹ lại dỗ dành vỗ về con. Rồi đến lúc con bập bẹ tập nói, cả nhà cũng như đang tập nói theo con. Thời gian trôi nhanh lắm. Những người con cứ lớn dần, lớn lên rồi đi học, đồng nghĩa với việc cha mẹ lại vất vả hơn, chăm lo cho con từ việc ăn mặc đến học hành. Dù lúc nào đi nữa, cha mẹ cũng yêu thương, chăm sóc con cái hết mực. Không có cha mẹ nào là không yêu thương con mình cả. Vậy chúng ta phải làm gì để chọn đạo làm con? Thực ra để chọn đạo được là điều không dễ dàng, nhưng chúng ta sẽ dần hoàn thiện nó từ chính những việc nhỏ nhất. Chẳng ai biết giới hạn cuối cùng của việc thế nào là chọn đạo. Chỉ biết rằng nụ cười mẹ cha khi thấy con được điểm tốt, niềm mãn nguyện khi con biết vâng lời phải, sự tự hào khi con lớn khôn, đây là minh chứng cho thấy con đã làm đúng đạo của mình rồi. Sinh con đã khó nhọc, nhưng nuôi con khôn lớn trưởng thành mới khó nhọc hơn gấp vạn lần. Cha mẹ sẽ hạnh phúc làm sao khi bạn khỏe mạnh, ngoan ngoãn học hành. Cha mẹ sẽ đau đớn biết bao khi nhìn nguồn sống, niềm tin của mình sa ngã. Chẳng cần làm những điều cao cả, đôi khi chỉ cần chạy đến ôm mẹ như thuở còn thơ thôi, ấy cũng là chọn đạo rồi. Đã bao giờ chúng ta tự hỏi mình còn bao nhiêu thời gian để gặp bố mẹ? Bao lâu rồi chúng ta chưa về nhà? Có phải bạn cứ nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian để về thăm bố mẹ không? Hãy nhớ rằng bố mẹ già rồi. Điều mà bố mẹ trông mong không phải là hàng tháng con gửi về được bao nhiêu tiền, mà họ mong chờ nhất là được cùng con cái quây quần bên mâm cơm ấm cúng, cùng trò chuyện vui vẻ sau nhiều ngày xa cách. Thưa quý vị và các bạn, ông cha ta có câu: trẻ cậy cha, già cậy con. Là như vậy. Cha mẹ chúng ta khi về già thường cảm thấy rất cô đơn, vì con cái đều bận rộn với công việc riêng của mình, không có nhiều thời gian dành cho cha mẹ. Nên để trở thành một chỗ dựa tốt cho cha mẹ mình, thì bên cạnh việc chăm lo đầy đủ về vật chất để cha mẹ không phải sống một cuộc sống cực khổ,
những người con cần dành thời gian chăm sóc cuộc sống tinh thần cho cha mẹ mình hơn. Từ việc thu xếp thời gian để tâm sự, trò chuyện, hay đơn giản như từ chối một cuộc hẹn với bạn bè để về ăn bữa cơm gia đình cùng cha mẹ. Như vậy cũng làm cho cha mẹ cảm thấy bớt cô đơn hơn. Hay những việc làm có ý nghĩa như vào những ngày lễ của cha mẹ, hoặc một dịp nào đó có ý nghĩa đặc biệt với gia đình, thì bạn hãy mua một món quà dành tặng cho cha mẹ mình. Dù không phải là món quà có giá trị cao về vật chất, mà chỉ đơn giản là một bó hoa thôi, nhưng cũng có ý nghĩa về tinh thần rất lớn. Phận làm con phải biết bố mẹ mình rồi sẽ già đi, rồi một ngày họ sẽ chậm chạp đi, mắt sẽ không còn tinh anh nữa, trí nhớ sẽ không còn minh mẫn nữa. Thế nên nếu như có một ngày thấy bố mẹ mình ăn quá mặn, thấy cha mẹ quên tắt đèn, thấy họ không còn muốn đi tắm mỗi ngày, hay để vòi nước chảy không tắt, vân vân, thì bạn hãy nhớ rằng cha mẹ thật sự đã già rồi. Việc của bạn là phải chấp nhận sự thật đó, vì rồi ai cũng sẽ già như vậy. Nên hãy nhớ rằng họ cần sự quan tâm, chăm sóc của con cái rồi. Cũng đừng trách móc họ nói nhiều hay thường xuyên mong muốn bạn về nhà. Thế nên các bạn ạ, ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Vậy thế nào là người con có hiếu? Người con có hiếu là người con cần hiểu tâm tư của cha mẹ, cần biết cha mẹ mong muốn nhất điều gì ở mình để phấn đấu, để tu dưỡng, để tự tin quyết tâm kiên trì làm những gì giúp phát triển được những năng lực của bản thân, đóng góp cho xã hội những việc làm hữu ích của mình. Người con sống tự tin, hạnh phúc, có ích là điều mà cha mẹ nào cũng mong muốn. Một người con có hiếu là người con biết tự lo cho mình, cha mẹ không phải tốn sức lực lo lắng và theo dõi. Người con có thể tự đi trên đôi chân, làm bằng đôi bàn tay và khối óc, tự kiếm sống và tự quyết định cuộc đời mình mà không cần cha mẹ bên cạnh. Một người con biết tự chăm sóc và nuôi dưỡng mình là đã giúp đỡ cho cha mẹ và biết lo cho cha mẹ. Phật giáo mỗi năm có một mùa Vu Lan báo hiếu để tưởng nhớ công ơn của những bậc làm cha, làm mẹ, để con cái tỏ lòng hiếu kính, cung dưỡng, tu phúc thay cho cha mẹ của mình. Nhưng không chỉ mỗi năm một lần, con người luôn có một lễ Vu Lan trong tâm khảm, mùa mà ở đó việc báo hiếu cha mẹ được thực hiện hàng ngày hàng giờ như một lẽ tất nhiên. Lời Phật dạy về cách báo hiếu là những phương pháp, cách thể hiện lòng hiếu đạo cụ thể thiết thực. Bởi có những người lòng đầy yêu thương nhưng biểu hiện vụng về, không biết làm thế nào cho đúng. 1. Báo hiếu bằng lời nói và hành động. Tình yêu thương nếu chỉ giấu trong lòng thì không cha mẹ nào hưởng được. Hiếu đạo bằng lời nói dịu dàng và hành động lễ nghĩa mới chính là cách để cha mẹ cảm nhận và vui mừng. Nói đi đôi với làm. Con cái không chỉ nói yêu cha mẹ mà còn phải dùng hành động để biến tình yêu đó thành hiện thực. Với những đấng sinh thành, không có niềm vui nào bằng niềm vui con cái trưởng thành khôn lớn, hạnh phúc. Con lớn rồi sẽ hiểu lòng cha mẹ, biết thương quý cha mẹ, biết nói lời ân cần, biết quan tâm lúc cha mẹ khỏe mạnh hay đau yếu, biết ở bên cha mẹ mỗi lúc có thể. 2. Báo hiếu khi tuổi nhỏ. Đừng nghĩ rằng chỉ khi lớn khôn, có điều kiện kinh tế mới có thể báo hiếu. Cha mẹ nuôi con không quản tháng ngày, không mong rằng sau con lớn sẽ báo đáp công ơn, nên đợi con lớn chỉ là muốn con đủ vững vàng để tự đối diện với cuộc sống mà thôi. Hiếu đạo bắt đầu từ nhỏ, từ việc học hành chăm ngoan, không để cha mẹ phiền lòng, từ việc thăm hỏi và vui chơi cùng cha mẹ. Báo hiếu không có sớm, chỉ có muộn, bởi thời gian trôi nhanh. Con muốn dưỡng mà mẹ cha chẳng còn, rồi tới ngày cha mẹ không thể đợi chờ được lòng hiếu đạo của con nữa. 3. Báo hiếu khi trưởng thành. Phúc của một con người là nhìn thấy con cái có thể tự lập, có thể hạnh phúc,
có thể tiếp nối dòng giống. Bởi vậy, khi lớn lên, hiếu đạo được thể hiện bằng cách tích cực làm việc, chăm chỉ cố gắng, nghiêm túc với việc lập gia đình và sống sao cho bố mẹ không khỏi buồn phiền. Những điều Phật dạy cách hiếu thảo với mẹ cha tưởng dễ mà khó. Có những việc ngỡ rất bình thường, song không phải ai cũng hiểu. 4. Báo hiếu lúc cha mẹ sai. Lời Phật dạy về cách báo hiếu không chỉ làm cha mẹ vui, mà còn phải sẵn sàng chỉ ra những sai lầm của người lớn. Đã là con người, ai cũng có khuyết điểm, ai cũng có lúc không chính chắn. Con cái thấy cha mẹ sai phải lựa lời, lựa thời điểm để khuyên nhủ, giúp cha mẹ đi đúng hướng, không dung túng chỉ vì đó là cha mẹ mình. 5. Báo hiếu lúc cha mẹ ốm. Sinh, lão, bệnh, tử, vòng tuần hoàn của cuộc đời không chừa một ai. Cha mẹ rồi sẽ già yếu, sẽ đau ốm. Đó là lúc cần sự chăm sóc, yêu thương của con cái nhất. Là lúc nâng khăn sửa túi, đỡ đần cha mẹ như lúc họ chăm sóc mình lúc còn thơ bé. Đạo hiếu chính là không nề hà hoàn cảnh, không ngại khó khăn, lúc nào cũng bên cha mẹ. 6. Báo hiếu lúc cha mẹ mất. Khi sống thì phụng dưỡng chăm sóc, chia sẻ ân cần. Khi mất thì thờ phụng cung kính, tưởng nhớ không thôi. Đó là đạo làm con. Lễ Vu Lan báo hiếu hàng năm chính là một trong những nghi thức báo hiếu lúc cha mẹ mất. Tích cực phúc tích nghiệp ngay cả khi cha mẹ đã xa lìa cõi đời, sinh ly tử biệt cũng không quên ơn nghĩa sinh thành. 7. Có mặt khi cha mẹ cần. Cha mẹ khi tuổi xế chiều, chẳng cần con cái mang núi vàng núi bạc về báo hiếu thì mới hạnh phúc. Đôi khi chỉ cần sự hỏi thăm, quan tâm mỗi ngày, là những công việc nhỏ nhặt cũng đã là niềm vui mỗi ngày với cha mẹ. Con cái vì cuộc sống, công việc rồi quên đi có bóng dáng cha mẹ đang ở nhà trông ngóng. Vòng đời sinh trưởng của một con người như dòng nước chảy về xuôi mà chẳng bao giờ ngược dòng. Nhỏ ở với cha mẹ, lớn lên ăn học, trưởng thành với công việc, lập gia đình, chăm sóc con cái, và cũng ít có thời gian quan tâm, phụng dưỡng cha mẹ. Đến khi hiểu được nỗi lòng của cha mẹ, thì khi đó cha mẹ cũng đã già yếu, qua đời. 8. Thường xuyên liên lạc với cha mẹ khi ở xa. Trong thời công nghệ 4.0, thì việc nói chuyện với những người thân ở xa cách, dù cách hàng nghìn km, là điều quá dễ dàng. Cái quan trọng là bạn có muốn dành thời gian cho bố mẹ hay là không mà thôi. Việc của bạn là nên hướng dẫn cha mẹ bạn sử dụng smartphone để bạn có thể liên lạc hình ảnh, âm thanh hàng ngày. Bởi với cha mẹ, mỗi ngày được nhìn thấy con cái trưởng thành, bình an đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Những đứa con dần khôn lớn, trưởng thành, vật vã mưu sinh và vấp với cuộc sống đầy bon chen, cạm bẫy, càng thấm thía hơn bao giờ hết câu nói luôn chính xác một cách đầy nghiệt ngã. Dù cuộc sống thực tại có vùi dập bạn đến đâu, có cười nhạo bạn đến mức nào đi chăng nữa, thì ngay lúc trở về nhà, bước vào cánh cửa ấm áp, sẽ thấy không thứ gì ngọt ngào bằng nụ cười và ánh mắt yêu thương xen lẫn vui mừng của cha mẹ khi chào đón bạn trở về. Phận làm con, hãy gắng yêu thương, chăm sóc, gần gũi cha mẹ mỗi ngày khi còn có thể. Đừng ai, đừng bao giờ đợi tới mỗi mùa Vu Lan mới trào nước mắt tưởng nhớ tới cha mẹ mà ân hận, nối tiếc khôn nguôi. Cha mẹ sống không hiếu đạo, chết rồi thờ cúng ai ăn. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Vu Lan năm nay con mất mẹ, bông hồng trắng cài nơi tim. Nỗi đau thấu trời này ai hiểu. Thưa quý vị và các bạn, muốn tu tập ở đâu, muốn làm từ thiện ở đâu, thì cũng nên nhớ rằng chúng ta sinh ra ai cũng có cha có mẹ, có dòng họ dù to hay nhỏ, và cha mẹ chúng ta chính là Phật sống ở trong nhà.
Đừng ra ngoài làm việc thiện mà quên rằng cha mẹ mình cũng cần được chăm sóc. Đừng đợi cha mẹ mất đi mới bày mâm cao cỗ đầy để làm dỗ. Đừng đợi kiếp sau mới quan tâm rồi báo hiếu cha mẹ. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên cha mẹ, và luôn nhớ cần lấy chữ hiếu làm đầu. Yêu thương, chăm sóc và kính trọng cha mẹ là bổn phận của người làm con. Đạo làm con: có cha có mẹ mới có mình, sống sao cho xứng nghĩa tình làm con. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Thưa quý vị và các bạn, những câu từ đầy ý nghĩa như trên xuất hiện khá nhiều trong cuộc sống, được viết, đóng khung, được bán treo ở khắp các chùa, các khu du lịch tâm linh, trong nhà sách, vân vân. Nhưng hiểu được điều đó một cách đầy đủ thì liệu có nhiều người hiểu được chăng? Trên đời này, chỉ có cha mẹ mới là người yêu thương chúng ta vô điều kiện. Trong khi đó thì thiên hạ ngoài kia phải có điều kiện mới thương lấy chúng ta. Mẹ cha hy sinh cho con mọi thứ, nhưng để con cái làm tròn đạo đâu phải ai cũng có thể làm được, đúng không ạ? Học bao nhiêu đạo, đạo ở đây là đạo đức, đạo lý, nhưng có thứ đạo cả đời này chúng ta có thể vẫn học chẳng xong. Ấy là đạo làm con. Cha mẹ đã sinh thành và nuôi nấng chúng ta đến lúc trưởng thành là một thời gian rất dài. Bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu suy nghĩ cha mẹ đều dành cho chúng ta. Bởi vậy, là con cái của cha mẹ, chúng ta cần sống đúng với đạo làm con, với đúng bổn phận của người con. Có cha có mẹ mới có mình, sống sao cho xứng nghĩa tình làm con. Theo Nho giáo, hiếu là một khái niệm đạo đức, nền tảng là cái gốc của mọi vấn đề đạo đức. Trong xã hội phong kiến Việt Nam, luôn lấy hiếu làm chuẩn mực trong xã hội, làm tiêu chuẩn rèn luyện và đánh giá nhân cách con người. Chữ hiếu vốn là một nội dung quan trọng của đạo đức gia đình truyền thống Việt Nam. Người xưa có câu: bách thiện, hiếu vi tiên. Trăm cái thiện, hiếu thiện đứng đầu. Trong văn hóa truyền thống nhận định rằng hiếu là căn bản của văn minh và đạo đức nhân loại, là chỉ sự phụng dưỡng và tùy thuận của con cái đối với cha mẹ. Thúc đẩy đạo hiếu chính là khởi tạo hạnh phúc cho tuổi già của bản thân và tương lai cho tất cả mọi người trên thế gian. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Với truyền thống người Việt ta, hiếu thảo là một nền tảng đạo đức rất cần thiết, rất thiêng liêng và cao cả. Có hiếu trong gia đình thì mới có thể là một công dân tốt ngoài xã hội. Hiếu là bước đầu để xây dựng một gia đình tốt đẹp, một xã hội văn minh và tiến lên thành một quốc gia cường thịnh. Trong dân gian từ bao đời nay đã có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Rõ ràng, chữ hiếu được xác lập bằng đạo con, tức là đạo làm con, bằng sự thể hiện của tâm hiếu rất cụ thể mà cha ông ta từng nhấn mạnh: tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Đạo Phật là đạo hiếu, nên trong kinh Đại Tập có câu: sanh đời không có Phật, khéo thờ cha mẹ là thờ Phật. Cũng như kinh Nhẫn Nhục cũng có câu: cùng tột điều thiện, không gì hơn hiếu. Cùng tột điều ác, không gì hơn bất hiếu. Trong kinh Bổn Sự có dạy: giả sử có một người một vai cõng cha, một vai cõng mẹ, suốt đời như vậy, không có dừng nghỉ, lại cung cấp cho cha mẹ đồ ăn đồ mặc thuốc thang, hết thảy các món cha mẹ cần dùng, như vậy cũng chưa đủ báo đáp ân sâu của cha mẹ. Vì sao?
vì cha mẹ đối với con ân đức cao nặng sâu dày, ân đức sanh sản từ tâm cho tới bú mớm, ân đức tắm giặt nuôi nấng trưởng thành, ân đức cung cấp các món cần dùng, ân đức chỉ dạy cách sống ở đời. Cha mẹ luôn luôn muốn con rời khổ được vui, không bao giờ sao nhãng, nhớ con, thương con như bóng theo hình. Chữ hiếu luôn tồn tại trong tâm thức của mỗi người, là nét đẹp trong tâm hồn. Dù cuộc sống có thay đổi, đối mặt với nhiều vấn đề thời hiện đại, thì chữ hiếu vẫn không thay đổi. Xuất phát từ tâm hiếu với cha mẹ, chúng ta có thể nhìn rộng ra ngoài xã hội để biết yêu thương những người xung quanh, xây dựng được mối quan hệ giữa người với người tốt hơn. Nói đơn giản hơn, hiếu hay đạo làm con chính là sự tôn trọng, trân quý người sinh thành dưỡng dục ra mình và luôn luôn suy nghĩ về trách nhiệm với những đấng sinh thành. Đạo làm con xuất phát từ sự tự giác, tự nguyện của mỗi con người. Đó là sự quan tâm, chăm sóc, cầu mong cha mẹ khỏe mạnh, sống lâu vui vẻ. Đó là những cố gắng gìn giữ, phát huy nề nếp gia phong, là sự biết ơn ông bà tổ tiên và sự chăm sóc các thế hệ sau. Như vậy, đạo làm con vừa là trách nhiệm, bổn phận, nhưng cũng vừa là thứ quyền lợi cao đẹp mà con cái có được trong đời. Cha mẹ, ông bà có ơn dưỡng dục sinh thành, đã trải qua bao mưa nắng để có được chúng ta với hình hài như ngày hôm nay. Tất yếu chúng ta phải biết ơn và phụng dưỡng lại họ. Chẳng có nơi đâu dành cho chúng ta tình yêu thương vô điều kiện, chẳng nơi đâu sẵn sàng dang rộng vòng tay đón ta trở về nếu đó không phải là gia đình. Một nơi có ơn với ta đến vậy, hà tất gì ta lại chẳng yêu thương. Có câu hát ru dành cho con thể hiện sự yêu thương của người mẹ dành cho con từ trong bụng. Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng. Mỗi người con đã nhận được sự chăm sóc của cha và tình yêu thương của mẹ. Và rồi khi sinh ra, những người con lớn lên bằng dòng sữa mẹ ngọt ngào, đi vào giấc ngủ say nồng bằng những lời ru êm ái của mẹ. Cha mẹ trông mong con mình từng ngày, để đến 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bỏ, rồi đến 9 tháng lò dò biết đi. Những bước đi đầu đời còn chập chững, con ngã, con khóc, cha mẹ lại dỗ dành vỗ về con. Rồi đến lúc con bập bẹ tập nói, cả nhà cũng như đang tập nói theo con. Thời gian trôi nhanh lắm, những người con cứ lớn dần, lớn lên rồi đi học, đồng nghĩa với việc cha mẹ lại vất vả hơn, chăm lo cho con từ việc ăn mặc đến học hành. Dù lúc nào đi nữa, cha mẹ cũng yêu thương, chăm sóc con cái hết mực. Không có cha mẹ nào là không yêu thương con mình cả. Vậy chúng ta phải làm gì để chọn đạo làm con? Thực ra để chọn đạo được là điều không dễ dàng, nhưng chúng ta sẽ dần hoàn thiện nó từ chính những việc nhỏ nhất. Chẳng ai biết giới hạn cuối cùng của việc thế nào là chọn đạo, chỉ biết rằng nụ cười mẹ cha khi thấy con được điểm tốt, niềm mãn nguyện khi con biết vâng lời phải, sự tự hào khi con lớn khôn, đây là minh chứng cho thấy con đã làm đúng đạo của mình rồi. Sinh con đã khó nhọc, nhưng nuôi con khôn lớn trưởng thành mới khó nhọc hơn gấp vạn lần. Cha mẹ sẽ hạnh phúc làm sao khi bạn khỏe mạnh, ngoan ngoãn học hành. Cha mẹ sẽ đau đớn biết bao khi nhìn nguồn sống, niềm tin của mình sa ngã. Chẳng cần làm những điều cao cả, đôi khi chỉ cần chạy đến ôm mẹ như thuở còn thơ thôi, ấy cũng là chọn đạo rồi. Đã bao giờ chúng ta tự hỏi mình còn bao nhiêu thời gian để gặp bố mẹ? Bao lâu rồi chúng ta chưa về nhà? Có phải bạn cứ nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian để về thăm bố mẹ không? Hãy nhớ rằng bố mẹ già rồi, điều mà bố mẹ trông mong không phải là hàng tháng con gửi về được bao nhiêu tiền, mà họ mong chờ nhất là được cùng con cái quây quần bên mâm cơm ấm cúng, cùng trò chuyện vui vẻ sau nhiều ngày xa cách.
Thưa quý vị và các bạn, ông cha ta có câu: trẻ cậy cha, già cậy con. Là như vậy. Cha mẹ chúng ta khi về già thường cảm thấy rất cô đơn, vì con cái đều bận rộn với công việc riêng của mình, không có nhiều thời gian dành cho cha mẹ. Nên để trở thành một chỗ dựa tốt cho cha mẹ mình, thì bên cạnh việc chăm lo đầy đủ về vật chất để cha mẹ không phải sống một cuộc sống cực khổ, những người con cần dành thời gian chăm sóc cuộc sống tinh thần cho cha mẹ mình hơn. Từ việc thu xếp thời gian để tâm sự, trò chuyện, hay đơn giản như từ chối một cuộc hẹn với bạn bè để về ăn bữa cơm gia đình cùng cha mẹ. Như vậy cũng làm cho cha mẹ cảm thấy bớt cô đơn hơn. Hay những việc làm có ý nghĩa như vào những ngày lễ của cha mẹ, hoặc một dịp nào đó có ý nghĩa đặc biệt với gia đình, thì bạn hãy mua một món quà dành tặng cho cha mẹ mình. Dù không phải là món quà có giá trị cao về vật chất, mà chỉ đơn giản là một bó hoa thôi, nhưng cũng có ý nghĩa về tinh thần rất lớn. Phận làm con phải biết bố mẹ mình rồi sẽ già đi, rồi một ngày họ sẽ chậm chạp đi, mắt sẽ không còn tinh anh nữa, trí nhớ sẽ không còn minh mẫn nữa. Thế nên nếu như có một ngày thấy bố mẹ mình ăn quá mặn, thấy cha mẹ quên tắt đèn, thấy họ không còn muốn đi tắm mỗi ngày, hay để vòi nước chảy không tắt, vân vân, thì bạn hãy nhớ rằng cha mẹ thật sự đã già rồi. Việc của bạn là phải chấp nhận sự thật đó, vì rồi ai cũng sẽ già như vậy. Nên hãy nhớ rằng họ cần sự quan tâm, chăm sóc của con cái rồi. Cũng đừng trách móc họ nói nhiều hay thường xuyên mong muốn bạn về nhà. Thế nên các bạn ạ, ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Vậy thế nào là người con có hiếu? Người con có hiếu là người con cần hiểu tâm tư của cha mẹ, cần biết cha mẹ mong muốn nhất điều gì ở mình để phấn đấu, để tu dưỡng, để tự tin quyết tâm kiên trì làm những gì giúp phát triển được những năng lực của bản thân, đóng góp cho xã hội những việc làm hữu ích của mình. Người con sống tự tin, hạnh phúc, có ích là điều mà cha mẹ nào cũng mong muốn. Một người con có hiếu là người con biết tự lo cho mình, cha mẹ không phải tốn sức lực lo lắng và theo dõi. Người con có thể tự đi trên đôi chân, làm bằng đôi bàn tay và khối óc, tự kiếm sống và tự quyết định cuộc đời mình mà không cần cha mẹ bên cạnh. Một người con biết tự chăm sóc và nuôi dưỡng mình là đã giúp đỡ cho cha mẹ và biết lo cho cha mẹ. Phật giáo mỗi năm có một mùa Vu Lan báo hiếu để tưởng nhớ công ơn của những bậc làm cha, làm mẹ, để con cái tỏ lòng hiếu kính, cung dưỡng, tu phúc thay cho cha mẹ của mình. Nhưng không chỉ mỗi năm một lần, con người luôn có một lễ Vu Lan trong tâm khảm, mùa mà ở đó việc báo hiếu cha mẹ được thực hiện hàng ngày hàng giờ như một lẽ tất nhiên. Lời Phật dạy về cách báo hiếu là những phương pháp, cách thể hiện lòng hiếu đạo cụ thể thiết thực. Bởi có những người lòng đầy yêu thương nhưng biểu hiện vụng về, không biết làm thế nào cho đúng. 1. Báo hiếu bằng lời nói và hành động. Tình yêu thương nếu chỉ giấu trong lòng thì không cha mẹ nào hưởng được. Hiếu đạo bằng lời nói dịu dàng và hành động lễ nghĩa mới chính là cách để cha mẹ cảm nhận và vui mừng. Nói đi đôi với làm. Con cái không chỉ nói yêu cha mẹ mà còn phải dùng hành động để biến tình yêu đó thành hiện thực. Với những đấng sinh thành, không có niềm vui nào bằng niềm vui con cái trưởng thành khôn lớn, hạnh phúc. Con lớn rồi sẽ hiểu lòng cha mẹ, biết thương quý cha mẹ, biết nói lời ân cần, biết quan tâm lúc cha mẹ khỏe mạnh hay đau yếu, biết ở bên cha mẹ mỗi lúc có thể. 2. Báo hiếu khi tuổi nhỏ. Đừng nghĩ rằng chỉ khi lớn khôn, có điều kiện kinh tế mới có thể báo hiếu. Cha mẹ nuôi con không quản tháng ngày, không mong rằng sau con lớn sẽ báo đáp công ơn, nên đợi con lớn chỉ là muốn con đủ vững vàng để tự đối diện với cuộc sống mà thôi. Hiếu đạo bắt đầu từ nhỏ, từ việc học hành chăm ngoan,
không để cha mẹ phiền lòng, từ việc thăm hỏi và vui chơi cùng cha mẹ. Báo hiếu không có sớm, chỉ có muộn, bởi thời gian trôi nhanh. Con muốn dưỡng mà mẹ cha chẳng còn, rồi tới ngày cha mẹ không thể đợi chờ được lòng hiếu đạo của con nữa. 3. Báo hiếu khi trưởng thành. Phúc của một con người là nhìn thấy con cái có thể tự lập, có thể hạnh phúc, có thể tiếp nối dòng giống. Bởi vậy, khi lớn lên, hiếu đạo được thể hiện bằng cách tích cực làm việc, chăm chỉ cố gắng, nghiêm túc với việc lập gia đình và sống sao cho bố mẹ không khỏi buồn phiền. Những điều Phật dạy cách hiếu thảo với mẹ cha tưởng dễ mà khó. Có những việc ngỡ rất bình thường, song không phải ai cũng hiểu. 4. Báo hiếu lúc cha mẹ sai. Lời Phật dạy về cách báo hiếu không chỉ làm cha mẹ vui, mà còn phải sẵn sàng chỉ ra những sai lầm của người lớn. Đã là con người, ai cũng có khuyết điểm, ai cũng có lúc không chín chắn. Con cái thấy cha mẹ sai phải lựa lời, lựa thời điểm để khuyên nhủ, giúp cha mẹ đi đúng hướng, không dung túng chỉ vì đó là cha mẹ mình. 5. Báo hiếu lúc cha mẹ ốm. Sinh lão bệnh tử, vòng tuần hoàn của cuộc đời không chừa một ai. Cha mẹ rồi sẽ già yếu, sẽ đau ốm. Đó là lúc cần sự chăm sóc, yêu thương của con cái nhất, là lúc nâng khăn sửa túi, đỡ đần cha mẹ như lúc họ chăm sóc mình lúc còn thơ bé. Đạo hiếu chính là không nề hà hoàn cảnh, không ngại khó khăn, lúc nào cũng bên cha mẹ. 6. Báo hiếu lúc cha mẹ mất. Khi sống thì phụng dưỡng chăm sóc, chia sẻ ân cần. Khi mất thì thờ phụng cung kính, tưởng nhớ không thôi. Đó là đạo làm con. Lễ Vu Lan báo hiếu hàng năm chính là một trong những nghi thức báo hiếu lúc cha mẹ mất. Tích cực phúc tích nghiệp ngay cả khi cha mẹ đã xa lìa cõi đời, sinh ly tử biệt cũng không quên ơn nghĩa sinh thành. 7. Có mặt khi cha mẹ cần. Cha mẹ khi tuổi xế chiều, chẳng cần con cái mang núi vàng núi bạc về báo hiếu thì mới hạnh phúc. Đôi khi chỉ cần sự hỏi thăm, quan tâm mỗi ngày, là những công việc nhỏ nhặt cũng đã là niềm vui mỗi ngày với cha mẹ. Con cái vì cuộc sống, công việc rồi quên đi có bóng dáng cha mẹ đang ở nhà trông ngóng. Vòng đời sinh trưởng của một con người như dòng nước chảy về xuôi mà chẳng bao giờ ngược dòng. Nhỏ ở với cha mẹ, lớn lên ăn học, trưởng thành với công việc, lập gia đình, chăm sóc con cái, và cũng ít có thời gian quan tâm, phụng dưỡng cha mẹ. Đến khi hiểu được nỗi lòng của cha mẹ thì khi đó cha mẹ cũng đã già yếu, qua đời. 8. Thường xuyên liên lạc với cha mẹ khi ở xa. Trong thời công nghệ 4.0 thì việc nói chuyện với những người thân ở xa cách, dù cách hàng nghìn km, là điều quá dễ dàng. Cái quan trọng là bạn có muốn dành thời gian cho bố mẹ hay là không mà thôi. Việc của bạn là nên hướng dẫn cha mẹ bạn sử dụng smartphone để bạn có thể liên lạc hình ảnh, âm thanh hàng ngày. Bởi với cha mẹ, mỗi ngày được nhìn thấy con cái trưởng thành, bình an đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Những đứa con dần khôn lớn, trưởng thành, vật vã mưu sinh và vấp với cuộc sống đầy bon chen, cạm bẫy, càng thấm thía hơn bao giờ hết câu nói luôn chính xác một cách đầy nghiệt ngã. Dù cuộc sống thực tại có vùi dập bạn đến đâu, có cười nhạo bạn đến mức nào đi chăng nữa, thì ngay lúc trở về nhà, bước vào cánh cửa ấm áp, sẽ thấy không thứ gì ngọt ngào bằng nụ cười và ánh mắt yêu thương xen lẫn vui mừng của cha mẹ khi chào đón bạn trở về. Phận làm con, hãy gắng yêu thương, chăm sóc, gần gũi cha mẹ mỗi ngày khi còn có thể. Đừng ai, đừng bao giờ đợi tới mỗi mùa Vu Lan mới trào nước mắt tưởng nhớ tới cha mẹ mà ân hận, nối tiếc khôn nguôi. Cha mẹ sống không hiếu đạo, chết rồi thờ cúng ai ăn. Tu đâu cho bằng tu nhà,
thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Vu Lan năm nay con mất mẹ, bông hồng trắng cài nơi tim. Nỗi đau thấu trời này ai hiểu. Thưa quý vị và các bạn, muốn tu tập ở đâu, muốn làm từ thiện ở đâu thì cũng nên nhớ rằng chúng ta sinh ra ai cũng có cha có mẹ, có dòng họ dù to hay nhỏ, và cha mẹ chúng ta chính là Phật sống ở trong nhà. Đừng ra ngoài làm việc thiện mà quên rằng cha mẹ mình cũng cần được chăm sóc. Đừng đợi cha mẹ mất đi mới bày mâm cao cỗ đầy để làm dỗ. Đừng đợi kiếp sau mới quan tâm rồi báo hiếu cha mẹ. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên cha mẹ, và luôn nhớ cần lấy chữ hiếu làm đầu. Yêu thương, chăm sóc và kính trọng cha mẹ là bổn phận của người làm con. Đạo làm con: có cha có mẹ mới có mình, sống sao cho xứng nghĩa tình làm con. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Thưa quý vị và các bạn, những câu từ đầy ý nghĩa như trên xuất hiện khá nhiều trong cuộc sống, được viết, đóng khung, được bán treo ở khắp các chùa, các khu du lịch tâm linh, trong nhà sách, vân vân. Nhưng hiểu được điều đó một cách đầy đủ thì liệu có nhiều người hiểu được chăng? Trên đời này chỉ có cha mẹ mới là người yêu thương chúng ta vô điều kiện. Trong khi đó thì thiên hạ ngoài kia phải có điều kiện mới thương lấy chúng ta. Mẹ cha hy sinh cho con mọi thứ, nhưng để con cái làm tròn đạo đâu phải ai cũng có thể làm được, đúng không ạ? Học bao nhiêu đạo, đạo ở đây là đạo đức, đạo lý, nhưng có thứ đạo cả đời này chúng ta có thể vẫn học chẳng xong. Ấy là đạo làm con. Cha mẹ đã sinh thành và nuôi nấng chúng ta đến lúc trưởng thành là một thời gian rất dài. Bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu suy nghĩ cha mẹ đều dành cho chúng ta. Bởi vậy, là con cái của cha mẹ, chúng ta cần sống đúng với đạo làm con, với đúng bổn phận của người con. Có cha có mẹ mới có mình, sống sao cho xứng nghĩa tình làm con. Theo Nho giáo, hiếu là một khái niệm đạo đức, nền tảng, là cái gốc của mọi vấn đề đạo đức. Trong xã hội phong kiến Việt Nam, luôn lấy hiếu làm chuẩn mực trong xã hội, làm tiêu chuẩn rèn luyện và đánh giá nhân cách con người. Chữ hiếu vốn là một nội dung quan trọng của đạo đức gia đình truyền thống Việt Nam. Người xưa có câu: bách thiện, hiếu vi tiên. Trăm cái thiện, hiếu thiện đứng đầu. Trong văn hóa truyền thống nhận định rằng hiếu là căn bản của văn minh và đạo đức nhân loại, là chỉ sự phụng dưỡng và tùy thuận của con cái đối với cha mẹ. Thúc đẩy đạo hiếu chính là khởi tạo hạnh phúc cho tuổi già của bản thân và tương lai cho tất cả mọi người trên thế gian. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Với truyền thống người Việt ta, hiếu thảo là một nền tảng đạo đức rất cần thiết, rất thiêng liêng và cao cả. Có hiếu trong gia đình thì mới có thể là một công dân tốt ngoài xã hội. Hiếu là bước đầu để xây dựng một gia đình tốt đẹp, một xã hội văn minh và tiến lên thành một quốc gia cường thịnh. Trong dân gian từ bao đời nay đã có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Rõ ràng, chữ hiếu được xác lập bằng đạo con, tức là đạo làm con, bằng sự thể hiện của tâm hiếu rất cụ thể mà cha ông ta từng nhấn mạnh: tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Đạo Phật là đạo hiếu, nên trong kinh Đại Tập có câu: sanh đời không có Phật, khéo thờ cha mẹ là thờ Phật. Cũng như kinh Nhẫn Nhục cũng có câu: cùng tột điều thiện, không gì hơn hiếu. Cùng tột điều ác,
không gì hơn bất hiếu. Trong Kinh Bổn Sự có dạy, giả sử có một người một vai cõng cha, một vai cõng mẹ, suốt đời như vậy, không có dừng nghỉ, lại cung cấp cho cha mẹ đồ ăn đồ mặc thuốc thang, hết thảy các món cha mẹ cần dùng. Như vậy cũng chưa đủ báo đáp ân sâu của cha mẹ. Vì sao? Vì cha mẹ đối với con ân đức cao nặng sâu dày, ân đức sanh sản, từ tâm cho tới bú mớm, ân đức tắm giặt, nuôi nấng trưởng thành, ân đức cung cấp các món cần dùng, ân đức chỉ dạy cách sống ở đời. Cha mẹ luôn luôn muốn con rời khổ được vui, không bao giờ sao nhãng, nhớ con, thương con như bóng theo hình. Chữ hiếu luôn tồn tại trong tâm thức của mỗi người, là nét đẹp trong tâm hồn. Dù cuộc sống có thay đổi, đối mặt với nhiều vấn đề thời hiện đại, thì chữ hiếu vẫn không thay đổi. Xuất phát từ tâm hiếu với cha mẹ, chúng ta có thể nhìn rộng ra ngoài xã hội, để biết yêu thương những người xung quanh, xây dựng được mối quan hệ giữa người với người tốt hơn. Nói đơn giản hơn, hiếu hay đạo làm con chính là sự tôn trọng, trân quý người sinh thành dưỡng dục ra mình, và luôn luôn suy nghĩ về trách nhiệm với những đấng sinh thành. Đạo làm con xuất phát từ sự tự giác, tự nguyện của mỗi con người. Đó là sự quan tâm, chăm sóc, cầu mong cha mẹ khỏe mạnh, sống lâu vui vẻ. Đó là những cố gắng gìn giữ, phát huy nề nếp gia phong, là sự biết ơn ông bà tổ tiên và sự chăm sóc các thế hệ sau. Như vậy, đạo làm con vừa là trách nhiệm, bổn phận, nhưng cũng vừa là thứ quyền lợi cao đẹp mà con cái có được trong đời. Cha mẹ, ông bà có ơn dưỡng dục sinh thành, đã trải qua bao mưa nắng để có được chúng ta với hình hài như ngày hôm nay. Tất yếu chúng ta phải biết ơn và phụng dưỡng lại họ. Chẳng có nơi đâu dành cho chúng ta tình yêu thương vô điều kiện, chẳng nơi đâu sẵn sàng dang rộng vòng tay đón ta trở về, nếu đó không phải là gia đình. Một nơi có ơn với ta đến vậy, hà tất gì ta lại chẳng yêu thương. Có câu hát ru dành cho con, thể hiện sự yêu thương của người mẹ dành cho con từ trong bụng. Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng. Mỗi người con đã nhận được sự chăm sóc của cha và tình yêu thương của mẹ. Và rồi khi sinh ra, những người con lớn lên bằng dòng sữa mẹ ngọt ngào, đi vào giấc ngủ say nồng bằng những lời ru êm ái của mẹ. Cha mẹ trông mong con mình từng ngày, để đến 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, rồi đến 9 tháng lò dò biết đi. Những bước đi đầu đời còn chập chững, con ngã, con khóc, cha mẹ lại dỗ dành vỗ về con. Rồi đến lúc con bập bẹ tập nói, cả nhà cũng như đang tập nói theo con. Thời gian trôi nhanh lắm. Những người con cứ lớn dần, lớn lên rồi đi học, đồng nghĩa với việc cha mẹ lại vất vả hơn, chăm lo cho con từ việc ăn mặc đến học hành. Dù lúc nào đi nữa, cha mẹ cũng yêu thương, chăm sóc con cái hết mực. Không có cha mẹ nào là không yêu thương con mình cả. Vậy chúng ta phải làm gì để chọn đạo làm con? Thực ra để chọn đạo được là điều không dễ dàng, nhưng chúng ta sẽ dần hoàn thiện nó từ chính những việc nhỏ nhất. Chẳng ai biết giới hạn cuối cùng của việc thế nào là chọn đạo. Chỉ biết rằng nụ cười mẹ cha khi thấy con được điểm tốt, niềm mãn nguyện khi con biết vâng lời phải, sự tự hào khi con lớn khôn, đây là minh chứng cho thấy con đã làm đúng đạo của mình rồi. Sinh con đã khó nhọc, nhưng nuôi con khôn lớn trưởng thành mới khó nhọc hơn gấp vạn lần. Cha mẹ sẽ hạnh phúc làm sao khi bạn khỏe mạnh, ngoan ngoãn học hành. Cha mẹ sẽ đau đớn biết bao khi nhìn nguồn sống, niềm tin của mình sa ngã. Chẳng cần làm những điều cao cả, đôi khi chỉ cần chạy đến ôm mẹ như thuở còn thơ thôi, ấy cũng là chọn đạo rồi. Đã bao giờ chúng ta tự hỏi mình còn bao nhiêu thời gian để gặp bố mẹ?
bao lâu rồi chúng ta chưa về nhà? Có phải bạn cứ nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian để về thăm bố mẹ không? Hãy nhớ rằng bố mẹ già rồi. Điều mà bố mẹ trông mong không phải là hàng tháng con gửi về được bao nhiêu tiền, mà họ mong chờ nhất là được cùng con cái quây quần bên mâm cơm ấm cúng, cùng trò chuyện vui vẻ sau nhiều ngày xa cách. Thưa quý vị và các bạn, ông cha ta có câu: trẻ cậy cha, già cậy con. Là như vậy. Cha mẹ chúng ta khi về già thường cảm thấy rất cô đơn, vì con cái đều bận rộn với công việc riêng của mình, không có nhiều thời gian dành cho cha mẹ. Nên để trở thành một chỗ dựa tốt cho cha mẹ mình, thì bên cạnh việc chăm lo đầy đủ về vật chất để cha mẹ không phải sống một cuộc sống cực khổ, những người con cần dành thời gian chăm sóc cuộc sống tinh thần cho cha mẹ mình hơn. Từ việc thu xếp thời gian để tâm sự, trò chuyện, hay đơn giản như từ chối một cuộc hẹn với bạn bè để về ăn bữa cơm gia đình cùng cha mẹ. Như vậy cũng làm cho cha mẹ cảm thấy bớt cô đơn hơn. Hay những việc làm có ý nghĩa như vào những ngày lễ của cha mẹ, hoặc một dịp nào đó có ý nghĩa đặc biệt với gia đình, thì bạn hãy mua một món quà dành tặng cho cha mẹ mình. Dù không phải là món quà có giá trị cao về vật chất, mà chỉ đơn giản là một bó hoa thôi, nhưng cũng có ý nghĩa về tinh thần rất lớn. Phận làm con phải biết bố mẹ mình rồi sẽ già đi, rồi một ngày họ sẽ chậm chạp đi, mắt sẽ không còn tinh anh nữa, trí nhớ sẽ không còn minh mẫn nữa. Thế nên nếu như có một ngày thấy bố mẹ mình ăn quá mặn, thấy cha mẹ quên tắt đèn, thấy họ không còn muốn đi tắm mỗi ngày, hay để vòi nước chảy không tắt, vân vân, thì bạn hãy nhớ rằng cha mẹ thật sự đã già rồi. Việc của bạn là phải chấp nhận sự thật đó, vì rồi ai cũng sẽ già như vậy. Nên hãy nhớ rằng họ cần sự quan tâm, chăm sóc của con cái rồi. Cũng đừng trách móc họ nói nhiều hay thường xuyên mong muốn bạn về nhà. Thế nên các bạn ạ, ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Vậy thế nào là người con có hiếu? Người con có hiếu là người con cần hiểu tâm tư của cha mẹ, cần biết cha mẹ mong muốn nhất điều gì ở mình để phấn đấu, để tu dưỡng, để tự tin quyết tâm kiên trì làm những gì giúp phát triển được những năng lực của bản thân, đóng góp cho xã hội những việc làm hữu ích của mình. Người con sống tự tin, hạnh phúc, có ích là điều mà cha mẹ nào cũng mong muốn. Một người con có hiếu là người con biết tự lo cho mình, cha mẹ không phải tốn sức lực lo lắng và theo dõi. Người con có thể tự đi trên đôi chân, làm bằng đôi bàn tay và khối óc, tự kiếm sống và tự quyết định cuộc đời mình mà không cần cha mẹ bên cạnh. Một người con biết tự chăm sóc và nuôi dưỡng mình là đã giúp đỡ cho cha mẹ và biết lo cho cha mẹ. Phật giáo mỗi năm có một mùa Vu Lan báo hiếu để tưởng nhớ công ơn của những bậc làm cha, làm mẹ, để con cái tỏ lòng hiếu kính, cung dưỡng, tu phúc thay cho cha mẹ của mình. Nhưng không chỉ mỗi năm một lần, con người luôn có một lễ Vu Lan trong tâm khảm, mùa mà ở đó việc báo hiếu cha mẹ được thực hiện hàng ngày hàng giờ như một lẽ tất nhiên. Lời Phật dạy về cách báo hiếu là những phương pháp, cách thể hiện lòng hiếu đạo cụ thể thiết thực. Bởi có những người lòng đầy yêu thương nhưng biểu hiện vụng về, không biết làm thế nào cho đúng. 1. Báo hiếu bằng lời nói và hành động. Tình yêu thương nếu chỉ giấu trong lòng thì không cha mẹ nào hưởng được. Hiếu đạo bằng lời nói dịu dàng và hành động lễ nghĩa mới chính là cách để cha mẹ cảm nhận và vui mừng. Nói đi đôi với làm. Con cái không chỉ nói yêu cha mẹ mà còn phải dùng hành động để biến tình yêu đó thành hiện thực. Với những đấng sinh thành, không có niềm vui nào bằng niềm vui con cái trưởng thành khôn lớn, hạnh phúc. Con lớn rồi sẽ hiểu lòng cha mẹ, biết thương quý cha mẹ, biết nói lời ân cần, biết quan tâm lúc cha mẹ khỏe mạnh hay đau yếu, biết ở bên cha mẹ mỗi lúc có thể. 2.
báo hiếu khi tuổi nhỏ. Đừng nghĩ rằng chỉ khi lớn khôn, có điều kiện kinh tế mới có thể báo hiếu. Cha mẹ nuôi con không quản tháng ngày, không mong rằng sau con lớn sẽ báo đáp công ơn, nên đợi con lớn chỉ là muốn con đủ vững vàng để tự đối diện với cuộc sống mà thôi. Hiếu đạo bắt đầu từ nhỏ, từ việc học hành chăm ngoan, không để cha mẹ phiền lòng, từ việc thăm hỏi và vui chơi cùng cha mẹ. Báo hiếu không có sớm, chỉ có muộn, bởi thời gian trôi nhanh. Con muốn dưỡng mà mẹ cha chẳng còn, rồi tới ngày cha mẹ không thể đợi chờ được lòng hiếu đạo của con nữa. 3. Báo hiếu khi trưởng thành. Phúc của một con người là nhìn thấy con cái có thể tự lập, có thể hạnh phúc, có thể tiếp nối dòng giống. Bởi vậy, khi lớn lên, hiếu đạo được thể hiện bằng cách tích cực làm việc, chăm chỉ cố gắng, nghiêm túc với việc lập gia đình và sống sao cho bố mẹ không khỏi buồn phiền. Những điều Phật dạy cách hiếu thảo với mẹ cha tưởng dễ mà khó. Có những việc ngỡ rất bình thường, song không phải ai cũng hiểu. 4. Báo hiếu lúc cha mẹ sai. Lời Phật dạy về cách báo hiếu không chỉ làm cha mẹ vui, mà còn phải sẵn sàng chỉ ra những sai lầm của người lớn. Đã là con người, ai cũng có khuyết điểm, ai cũng có lúc không chính chắn. Con cái thấy cha mẹ sai phải lựa lời, lựa thời điểm để khuyên nhủ, giúp cha mẹ đi đúng hướng, không dung túng chỉ vì đó là cha mẹ mình. 5. Báo hiếu lúc cha mẹ ốm. Sinh lão bệnh tử, vòng tuần hoàn của cuộc đời không chừa một ai. Cha mẹ rồi sẽ già yếu, sẽ đau ốm. Đó là lúc cần sự chăm sóc, yêu thương của con cái nhất. Là lúc nâng khăn sửa túi, đỡ đần cha mẹ như lúc họ chăm sóc mình lúc còn thơ bé. Đạo hiếu chính là không nề hà hoàn cảnh, không ngại khó khăn, lúc nào cũng bên cha mẹ. 6. Báo hiếu lúc cha mẹ mất. Khi sống thì phụng dưỡng chăm sóc, chia sẻ ân cần. Khi mất thì thờ phụng cung kính, tưởng nhớ không thôi. Đó là đạo làm con. Lễ Vu Lan báo hiếu hàng năm chính là một trong những nghi thức báo hiếu lúc cha mẹ mất. Tích cực phúc tích nghiệp ngay cả khi cha mẹ đã xa lìa cõi đời, sinh ly tử biệt cũng không quên ơn nghĩa sinh thành. 7. Có mặt khi cha mẹ cần. Cha mẹ khi tuổi xế chiều, chẳng cần con cái mang núi vàng núi bạc về báo hiếu thì mới hạnh phúc. Đôi khi chỉ cần sự hỏi thăm, quan tâm mỗi ngày, là những công việc nhỏ nhặt cũng đã là niềm vui mỗi ngày với cha mẹ. Con cái vì cuộc sống, công việc rồi quên đi có bóng dáng cha mẹ đang ở nhà trông ngóng. Vòng đời sinh trưởng của một con người như dòng nước chảy về xuôi mà chẳng bao giờ ngược dòng. Nhỏ ở với cha mẹ, lớn lên ăn học, trưởng thành với công việc, lập gia đình, chăm sóc con cái, và cũng ít có thời gian quan tâm, phụng dưỡng cha mẹ. Đến khi hiểu được nỗi lòng của cha mẹ thì khi đó cha mẹ cũng đã già yếu, qua đời. 8. Thường xuyên liên lạc với cha mẹ khi ở xa. Trong thời công nghệ 4.0 thì việc nói chuyện với những người thân ở xa cách, dù cách hàng nghìn km, là điều quá dễ dàng. Cái quan trọng là bạn có muốn dành thời gian cho bố mẹ hay là không mà thôi. Việc của bạn là nên hướng dẫn cha mẹ bạn sử dụng smartphone để bạn có thể liên lạc hình ảnh, âm thanh hàng ngày. Bởi với cha mẹ, mỗi ngày được nhìn thấy con cái trưởng thành, bình an đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Những đứa con dần khôn lớn, trưởng thành, vật vã mưu sinh và vấp với cuộc sống đầy bon chen, cạm bẫy, càng thấm thía hơn bao giờ hết câu nói luôn chính xác một cách đầy nghiệt ngã. Dù cuộc sống thực tại có vùi dập bạn đến đâu, có cười nhạo bạn đến mức nào đi chăng nữa, thì ngay lúc trở về nhà, bước vào cánh cửa ấm áp, sẽ thấy không thứ gì ngọt ngào bằng nụ cười và ánh mắt yêu thương xen lẫn vui mừng của cha mẹ khi chào đón bạn trở về. Phận làm con
hãy gắng yêu thương, chăm sóc, gần gũi cha mẹ mỗi ngày khi còn có thể. Đừng ai, đừng bao giờ đợi tới mỗi mùa Vu Lan mới trào nước mắt, tưởng nhớ tới cha mẹ mà ân hận, nối tiếc khôn nguôi. Cha mẹ sống không hiếu đạo, chết rồi thờ cúng ai ăn. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Vu Lan năm nay con mất mẹ, bông hồng trắng cài nơi tim. Nỗi đau thấu trời này ai hiểu. Thưa quý vị và các bạn, muốn tu tập ở đâu, muốn làm từ thiện ở đâu thì cũng nên nhớ rằng chúng ta sinh ra ai cũng có cha có mẹ, có dòng họ dù to hay nhỏ, và cha mẹ chúng ta chính là Phật sống ở trong nhà. Đừng ra ngoài làm việc thiện mà quên rằng cha mẹ mình cũng cần được chăm sóc. Đừng đợi cha mẹ mất đi mới bày mâm cao cỗ đầy để làm dỗ. Đừng đợi kiếp sau mới quan tâm rồi báo hiếu cha mẹ. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên cha mẹ, và luôn nhớ cần lấy chữ hiếu làm đầu. Yêu thương, chăm sóc và kính trọng cha mẹ là bổn phận của người làm con.